Miền Tây quê tôi xin kính chào tất cả quý cô chú và quý anh chị. Thì cũng đã lâu lắm rồi mình cũng không có quay cho cả nhà xem cái vườn xài đang na trái này của anh mình. Coi xem tình trạng ông anh mình ổng neo ba cái trái xài lớn tới thời điểm ngày hôm nay nó như thế nào nha cả nhà. Còn xài cóc nè cả nhà thấy không? Nó xài cóc này là nó đã bao cứng cùi hết rồi nha cả nhà. Đây. Bao cứng ngắt cùi hết trơn nè, nó hiện tại bây giờ nó chỉ còn đợi nóc ao lên nữa là xong rồi đó nha cả nhà. Đây. Đó. Đúng ra là cái này xài này nó đẹp lắm nha cả nhà, mà tại vì giá nó tuột nó rẻ hoài, ba xài lớn á, nó tuột xuống rồi nó rẻ hoài, rồi ông anh mình cũng dưới lớp mưa đó, rồi ông cũng ít có xịt nữa nên ba xài cóc nó không có được đẹp nha. Không phải riêng gì một cái vườn anh của anh mình không đâu, cái vườn trong kia cũng y chang thôi. Cái lúc mà giá xài rẻ quá thì nhà vườn của người ta cũng làm biến xịt lắm cả nhà, nếu mà đâm vô mà xịt nhiều quá thì cũng tới chừng đó không biết giá cả bán như thế nào nữa, bởi vì người ta cũng ít xịt và gặp mưa hoài thì sớm như muộn thì xài nó cũng sẽ bị đen đầu thôi nha cả nhà. Này cả nhà, đây xài lớn này bẻ được rồi nha cả nhà. Nói chung là xài này là dư bẻ luôn, tại vì xài cóc nó đã bao cùi bao cứng cùi hết rồi thì thằng xài lớn này là nó đã dư bẻ hết rồi nha cả nhà. Đây này cả nhà thấy không, đó nè, vô cái đợt mà mưa hồi đợt rồi nè, nó đợt mưa bão đó, thì ai mà có xài chung với cái luống mà neo giống như anh mình gì nè thì cái tình trạng là cũng ai cũng đều biết hết trơn nha cả nhà. Thì sẵn quay lại vấn đề chính hôm nay, thì hôm nay mình tiếp tục lên đây cập nhật về thông tin giá xài Đài Loan xanh với vàng để cho cả nhà mình được nắm rõ thông tin. Bữa nay là ngày 30 tháng 10 năm 2024, thì giá xài xanh nhất hôm nay là 9.000, xanh nhì là 4.000, còn riêng về giá xài vàng nhất á, là 22.000, vàng nhì là 6.000. Thì hiện tại hôm nay cái giá nó cũng không có thay đổi nha cả nhà, thì cũng ăn thua tùy theo lái vựa. Thì giá cả mà xài xanh với giá xài vàng, vựa này với vựa kia có thể thu mua chênh lệch với nhau 1.000 hoặc 2.000 là chuyện bình thường nha cả nhà. Này cả nhà thấy không, đó mấy này là tình trạng cái xài mà càng xấu xấu thì dễ bị hư hư nha cả nhà, nứt rẻ hư nè cả nhà thấy không. Nó xài của anh mình neo tới giờ đó, nói chung là bẻ bán được hết trơn rồi, mà tại giá không hơi bèo thôi, ông anh mình vẫn còn đang phân vân chờ đợi giá nè cả nhà. Nó xài ba đây nè cả nhà thấy không, nó xài đậu cốc đậu phải nùi đậu gì cả nhà, sồ trái nha cả nhà, tại vì nó ít trái quá rồi nên nó phải bự nha, chứ còn mà nó nhiều rồi là nó không có bự nổi nha cả nhà. Đây nè cả nhà không, đó vừa có xe bự vừa có xe cốc luôn nè, nó nhọn đít có luôn nha cả nhà, đủ cỡ hết. Nói chung mằng xài thì đẹp có xấu có, nói chung không phải là cái lúc nào nó cũng đẹp không, lúc nào nó cũng xấu không nha cả nhà. Đây này cả nhà thấy không, đó núp lùm gì không mà xài cóc không nè cả nhà, nó khủng khiếp không này cả nhà. Đó xài cóc này giờ mà đem ra mà đâm mà chấm muối ớt là hết sảy luôn cả nhà, già hết rồi, chỉ còn đợi nóc ao nữa thôi này cả nhà thấy không. Thì video của mình tới đây cũng xin kết thúc, hẹn gặp lại cả nhà vào video tới. Chào tạm biệt cả nhà. Chá nắng quá cả nhà.